Xin chào tất cả các bạn, thì hôm nay bác sĩ sẽ lại đến với các bạn với một chủ đề mới. Hôm nay chúng ta sẽ nói về các xét nghiệm của COVID-19. Thì hiện tại ở Việt Nam chúng ta thường dùng hai cái xét nghiệm chính để xét nghiệm COVID-19, đó là test nhanh hay còn gọi là xét nghiệm kháng nguyên, và một cái khác đó là xét nghiệm real-time PCR. Thì hai cái phương pháp này nó có ưu điểm, khuyết điểm gì và nó khác nhau như thế nào thì bác sĩ sẽ giải thích cho các bạn rõ. Thứ nhất là về xét nghiệm test nhanh. Test nhanh hay còn gọi là xét nghiệm kháng nguyên COVID thì các bạn sẽ được lấy mẫu mà thông thường là chúng ta lấy ở dịch tị hầu của mình, và sau đó chúng ta bỏ vào một cái ống chiết mẫu, sau đó thì chúng ta sẽ đổ vào trên một cái khay chỉ định xét nghiệm để chúng ta xem coi có dương tính hay là âm tính với COVID-19. Thì với cái xét nghiệm như thế này thì có thể dễ dàng, thuận tiện làm di động ở các nơi, rẻ tiền hơn, không cần phải nhiều thiết bị đặc biệt kèm theo, và cái đặc biệt nữa đó là xét nghiệm này có thời gian cho ra kết quả rất là nhanh. Một mặt bên xét nghiệm PCR thì xét nghiệm PCR là một những xét nghiệm cao cấp được làm ở trong một môi trường, một phòng thí nghiệm riêng có nhiều máy móc hiện đại, có độ nhạy và độ đặc hiệu cao, cho nên xét nghiệm real-time PCR thì chúng ta sẽ là gần như là xét nghiệm để xác định, chẩn đoán bạn có phải là mắc COVID-19 hay không. Về xét nghiệm test nhanh COVID-19 thì đó gần như là một xét nghiệm tầm soát. Với xét nghiệm test nhanh COVID-19 thì khi các bạn dương tính với test nhanh thì đó chưa phải là điều kiện để khẳng định chắc chắn các bạn có nhiễm COVID-19 hay không, mà sau đó chúng ta sẽ phải làm lại PCR để khẳng định chẩn đoán đó. Thì chúng ta cần phải hiểu thêm test PCR, cơ chế hoạt động như thế nào. Thì test PCR thì đó là một những phương pháp xét nghiệm theo mẫu gen của virus. Khi chúng ta lấy mẫu ở vùng dịch tị hầu nghi ngờ có virus thì chúng ta sẽ được đưa vào một trong một cái máy xét nghiệm, và cái máy này nó sẽ tạo lập ra những cái chu trình để cái chuỗi ADN đó có thể nhân đôi đến ngưỡng mà chúng ta có thể phát hiện. Thì cái chu trình nhân đôi này á, người ta gọi đó là CT, hay tiếng Anh đó là circle threshold, đó là cái ngưỡng mà ở Việt Nam chúng ta áp dụng cái ngưỡng chu kỳ là khoảng tầm 30. Vì vậy cho nên nếu mà trong cái mẫu xét nghiệm đó mà cái ngưỡng chu kỳ của chúng ta thấp, có nghĩa là số lần máy tạo ra cái chu trình nhân đôi thấp để máy có thể phát hiện được, thì chứng tỏ là nồng độ ADN của virus trong cái mẫu bệnh phẩm đó nó cao. Còn nếu mà chỉ số CT của chúng ta mà cao, mà ở đây Việt Nam chúng ta chọn cái ngưỡng là 30, thì chứng tỏ là chúng ta cần phải có nhiều quy trình nhân đôi hơn để có thể phát hiện được mẫu bệnh phẩm đó có chứa gen của virus COVID-19. Thì chứng tỏ là khi cái mẫu CT mà cao thì cái khả năng nồng độ virus trong cái mẫu bệnh phẩm đó là thấp. Cho nên trong cái kết quả real-time PCR thường chúng ta thường thấy là có cái chỉ số CT, chỉ số circle threshold, đó là chỉ số chu kỳ ngưỡng. Khi chỉ số CT càng cao thì nồng độ virus càng thấp, khả năng lây nhiễm càng thấp, và chỉ số CT mà càng thấp thì nồng độ virus càng cao và khả năng lây nhiễm càng cao. Các bạn lưu ý vấn đề này. Thì vừa rồi bác sĩ cũng đã trình bày cho các bạn hai trong những phương pháp chính đang thường sử dụng hiện nay để mà xác định chẩn đoán COVID-19. Thì nếu các bạn còn thắc mắc vấn đề gì nữa thì các bạn có thể lưu ý dưới phần comment, bác sĩ có thể trả lời cho các bạn trong những video lần sau. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại.